Xin chào cả nhà nhé. Bắt đầu là tour tham quan chùa Tam Chúc 2 ngày 1 đêm. Hiện tại xe đang trên đường Giải Phóng. Chim ở Đồng Văn, chim to dần các kiểu. Hơi chậm, chơi vào chậm chắc. 9 km nữa là đến Tam Chúc. Thank you.
thường nhưng mà giữ khoảng cách đường sắt với kia. Mình đã xe của mình đã bắt đầu đến quần thể Tam Trúc rồi đấy ạ. Các anh chị dậy chuẩn bị là mình sẽ xe sẽ đưa vào sảnh để check in ạ. Thank you.